tất cả những gì các bạn cần là tàu hũ nè, rồi trứng nè, bột mì. Mình sẽ bỏ tàu hũ vô trong trứng xong lăn cái bột mì để cho nó dính vào với nhau hơn, đơn giản thế thôi. Bây giờ mình phải đi đặt cơm cái đã, rồi mình mới bắt đầu làm những cái món này được. Quả bí ngày hôm trước vẫn còn dư chút. Đầu tiên là mình phải đập trứng ra trước, trứng để mình lăn cái đậu hũ này vô này cho nó không có bị dính, nó có cái độ dính đó các bạn. Không biết là hết hai trái trứng không ta, mình sẽ sử dụng một trái trứng trước. Ok, bây giờ mình sẽ đánh nó lên ha. Mình nghĩ là không có nhiều đâu nên là mình sẽ cho bằng này thôi, nếu mà hết thì mình sẽ làm tiếp. Đậu hũ thì khá là nhiều nước nên là khi các bạn cắt ra thì các bạn nhớ cái gẹ nước nha. Mình mới bị chèn một ít nước ra ngoài nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ ăn hết chỗ này. Wow. Để lấy là đậu hũ non cơ, mà ở siêu thị thì lại không còn đậu hũ non. Cái này cũng thuộc dạng non đấy các bạn, nó cũng mềm, hình như là mình cắt nó hơi nhỏ. Thôi mình sẽ chơi hình chữ nhật này luôn. Các bạn nhìn nè, trông rất là ngon đúng không? Mình đang đợi thành quả, có thành quả mình sẽ khoe với các bạn liền. Bây giờ mình sẽ tập trung để mà chiên rồi trộn những cái miếng đậu hũ như thế này đó. Chỉ cần ít ít như thế này thôi là một người là có thể ăn rất là ngon rồi. Ok, mình sẽ quay trở lại ngay nhé. Thì đây là thành quả của mình đây, các bạn có nhìn thấy những cái vết cháy bị đen này không, là một phần do bột mì nó bị rớt ra đó. Còn đây là do mình không có lọc dầu, mình đổ tiếp tục dầu vào nên những cái cạnh còn lại nó sẽ bị làm cho nó bị cháy này, thành ra nó không có còn ngon nữa. Nhưng kinh nghiệm khi mình làm cái này là các bạn nhớ thay dầu và bớt những cái cạnh này ra để cho nó ngon hơn nha. Và nhất là phải sử dụng chảo không dính thì nó mới ngon được. Cái này là ăn với tương ớt là bé cháy luôn. Phần còn lại của bột mì và một ít đậu hũ nó bị vỡ ra, mình trộn vào nhau và mình bỏ vào chiên. Một cái miếng này là do dính cái cạnh nó không có thể nào chín được nên bây giờ mình sẽ sơ cái phần kia trước nha. Các bạn nhìn nhỉ, rất là ngon luôn. Khi mà mình cắn ra rồi sẽ nhìn thấy cái kéo màu trắng ở bên trong, ăn rất là ngon nhưng mà phải để nguội một chút không là sẽ bị mặn, tại vì đậu hũ nó giữ nhiệt rất là tốt. Đây cũng là một món ăn vặt có lý đấy, tiết kiệm chi tiêu mà cũng ngon đấy. Các bạn, ngày hôm nay chính thức đi vào giãn cách cũng được 2 ngày rồi. Và hôm nay tiệm của mình gần như là không có ai. Bên ngoài đường người ta đang làm đường, mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Mọi người có nhìn thấy cái phần đường họ cắt ra đó để họ đặt ống nước đó, thì trong quá trình mà được nghỉ thì họ đã cắt ra như vậy. Đây, vẫn là ly cà phê. Mình đang đợi cà phê xếp về nên thật ra là mình phải uống cà phê tiệm. Đây là cà phê pha máy của Milano, uống rất là ngon. Mấy ngày qua thì tình hình dịch nên là tất cả mọi nơi đều giãn cách, và Đồng Nai của mình bắt đầu đi vào giãn cách lần thứ hai và mình cũng cảm thấy rất là run, tại vì ca giãn cách này nó hơi lâu đấy và ở nhà chơi cũng rất là lâu rồi. Về spa thì không có ai nên cảm thấy rất là buồn. Có một điều là mình dành thời gian đọc sách nè, chăm da khá là nhiều đó, và các bạn ơi, mình phát hiện ra là
không cần phải tốn quá nhiều tiền để đi chăm sóc dê vào những cái ngày mà mình không có tiền, bằng cách là mình sử dụng những cái loại bột phù hợp với da mặt của mình và mình đắp nó hàng ngày, mình kết hợp với kem dưỡng. Đương nhiên là khi mà các bạn muốn giải stress một chút, các bạn muốn thư giãn một chút thì các bạn có thể đến cái spa để mà các kỹ thuật viên chăm sóc cho các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn nào eo hẹp về tài chính thì các bạn có thể sử dụng một vài các loại bột để đắp làm mặt nạ. Bây giờ mình sẽ gợi ý cho các bạn một vài loại bột mà mình hay đắp. Ở đây mình có bột trà xanh này. Bột trà xanh này là dạng bột trà xanh dẻo, bột kém gẹo. Bên trong cũng là bột kém gẹo, đây là tảo xoắn. Các bạn cũng có thể nghiền ra và đắp mặt nạ. Bên trong cũng là kém gẹo và hạt đình lịch. Cái hạt này đắp rất là sướng luôn các bạn. Cho các bạn coi một vài màu sơn. Ở đây mình có tất cả là 120 màu sơn. Hiện tại tay của mình đang sơn cái màu này. Đây là màu lông vũ, trông rất là xinh đúng không? Mình thích mấy cái màu xanh xanh như thế này, tại vì da của mình hợp với mấy cái màu như thế này. Da của mình cũng thuộc dạng da ngâm ấy, nhìn cũng dễ thương đúng không? Đây là cái chậu ngâm chân mình rất là thích nè. Các bạn có thể sử dụng cái chậu này để mà ngâm chân đó, nó rất là thoải mái để thư giãn, giúp các bạn dễ ngủ hơn một chút đó. Các bạn nhìn thấy da của mình kỹ hơn không? Hồi bữa là những cái vết thâm nó rất là nhiều, nhưng bữa nay thì đỡ hơn rồi. Và mình đang đợi hết dịch để mình đi trị những cái vết thâm, vết nám này. Các bạn có biết không, một cái kinh nghiệm của mình là khi mà các bạn lớn lên thêm á, là cái sắc tố da nó sẽ bị thay đổi nha. Hồi bữa là mình đi bắn mụn ruồi, bắn mụn ruồi bằng cái công nghệ ngày xưa mà mọi người hay dùng là đốt nóng á, ủ tê xong rồi đốt nóng, nó đến nỗi mà nó tạo thành mài, nó chảy máu tạo thành mài luôn. Nhưng mà kết quả là cái sắc tố da của mình sau khi mà bị đốt nóng nó bị sẫm màu hơn. Và ôi oh my god, nó không hết mà thậm chí là nó còn nổi rõ hơn nữa các bạn cũng có thể nhìn thấy. Đó, này, nó nổi rõ hơn rất là nhiều luôn. Nhìn trông rất là ghê. Và mình chỉ đợi hết dịch để mình đi ra bên chỗ trị liệu chuyên mình hay làm đó, để mà bắn laser cho nó bong hết đi, để khuôn mặt mình trông nó có thể đẹp hơn một chút. Còn bây giờ hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng những cái loại bột vừa nãy mình gợi ý cho các bạn. Và mình hợp với bột trà xanh hơn. Mình đắp để cho nó mịn da và nó giảm những cái vết thâm ở trên da trước. Và hạn chế sử dụng tay để nặn mụn trên mặt á. Trên mặt mình rất là nhiều mụn. Và khi mà hôm bữa cái video trước mình làm bánh chén để ăn thì mình mới phát hiện ra là gan mình nóng. Mình ăn xong là nổi cục mụn ngay sau đó luôn. Nghe có vẻ là không hợp lý đúng không? Nhưng mà ăn xong một tiếng sau là mặt mình nó nổi cục mụn ngay đây. Thì tức là cái gan của mình nó cũng khá là nóng rồi. Và bản thân mình cần phải thải độc gan và ăn uống điều độ. Các bạn biết điều trị những cái nội tạng trong cơ thể của mình nó không phải là nói hôm nay ngày mai là nó sẽ hết, giống như là uống thuốc sổ giun sổ phát là nó sẽ hết ngay. Không phải. Cần phải ăn uống có chế độ rồi theo ngày, theo tháng, theo năm, thậm chí là cả đời của mình luôn. Nên mình khuyên các bạn nào mà đang còn là sinh viên thì các bạn nhớ ăn uống điều độ và chọn những cái sản phẩm thích nghi phù hợp với cơ thể của mình để tránh bị gây tổn thương nội tạng của mình, để mà không bị khổ nhé. Khi mà cơ thể của mình nó có dấu hiệu là nó sẽ xuất hiện trên da liền. Đó, mặt mình bị trên da liền luôn. Và các bạn mình biết là vào mùa dịch này thì ai cũng cực và ai cũng rất là khổ về những cái vấn đề khác nhau. Người giàu thì có nỗi khổ người giàu, còn người nghèo có nỗi khổ người nghèo. Nhưng mà mình mong những bạn nào mà đang còn đi học và những bạn nào mà đang là sinh viên đi làm thêm hoặc là phải tự đi làm để nuôi bản thân vừa học vừa làm, thì mình rất là mong các bạn sẽ nỗ lực và kiên trì để vượt qua cái thời gian khó khăn này. Mình biết là thời gian này là rất là khó đối với các bạn mà đang vừa học vừa làm. Các bạn không có ai giúp đỡ, thậm chí là những bạn mà còn mồ côi cha mẹ đấy. Nhưng mà mình tin là với sự mạnh mẽ của các bạn, khi mà các bạn đã trải qua một cái thời gian rất là dài trước khi dịch Covid rồi, thì thời gian dịch Covid này nó sẽ là một cái thời gian thử thách đối với các bạn và cũng là thời gian thử thách đối với bản thân mình. Mình ngồi đây thì mình cảm thấy mình rất là may mắn hơn so với nhiều bạn khác là mình vẫn có công việc trong mùa dịch và mình vẫn được hỗ trợ lương trong mùa dịch. Nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là thương những mảnh đời mà người ta đang phải cơ nhỡ ở ngoài vỉa hè, những trên cầu. Mình không biết phải làm gì hết. Bây giờ tiềm lực của mình còn đang rất là nhỏ. Mình chỉ có thể giúp những người mà bán vé số bị cụt tay cụt chân, những người mà thực sự là nghèo khó đi bán vé số thôi. Còn làm cái gì lớn hơn thì hiện tại là mình vẫn chưa thể làm được. Thì mình mong rằng là các bạn hãy nỗ lực vượt qua bằng tất cả ý chí về tinh thần của bản thân mình. Mình biết là sẽ có những vấn đề rất là căng thẳng xảy ra, không chỉ đơn thuần là tài chính mà nó còn về tinh thần nữa. Mình biết những điều đấy rất là khó khăn, nhất là về vấn đề tinh thần. Nếu mà tinh thần mà bị sụp đổ thì các bạn có thể mất hết. Mà mình mong rằng các bạn sẽ có một cái thời gian hợp lý để mà mình
nâng cao sức khỏe tinh thần của bản thân mình và nhớ dành thời gian tập thể dục nhiều hơn nha. Cuối cùng thì mình cũng nhận được cà phê sau bao ngày đặt. Cà phê này là cà phê hạt nguyên chất được xay ra và pha viên vị rất là ngon. Một trà xanh, các bạn quấy với nước cho nó sệt lại giống như bột em bé, rồi mình đắp lên mặt. Với một tấm lưới này thì bột trà xanh nó sẽ không bị dính lên mặt các bạn. Mình vẫn không có ưng cái bột trà xanh này đến 100% nhưng mình cảm thấy là thích. Rồi đắp lên mặt nó rất là mát, bởi vì các bạn phải dùng tấm lưới này nó mới giữ được cái bột trà xanh. Và các bạn thấy không, mình đã lột ra mà nó vẫn còn dính trên mặt một ít, nhưng mà da rất là mịn. Mình rất là cảm thấy thích, cực kỳ thích luôn. Và hẹn gặp lại các bạn vào video mỗi tuần.